Xin chào các khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury và đây là chuyên mục review đồng hồ. Ngày hôm nay thì nhân vật chính của chúng ta trong video này đó chính là Hublot Big Bang One Click Steel White Diamonds. Giờ đây chúng ta thấy rằng là rất nhiều chị em phụ nữ mặc hay là sử dụng những món phụ kiện dành cho nam giới. Từ quần áo, xe cộ đến đồng hồ nam, các chị em cũng không ngần ngại thử sức bởi vì quan niệm về thời trang thì đã thay đổi từng ngày. Có rất nhiều mẫu đồng hồ đã được các thương hiệu chỉnh lý lại hướng đến dáng vẻ unisex, cả nam và nữ đều có thể đeo được, giống như là Rolex Day-Date hay là Hublot Big Bang. Không khó để chúng ta nhìn thấy hình ảnh nữ người mẫu Victoria Beckham đeo trên tay chiếc Rolex Daytona Day-Date vàng khối. Còn tại Việt Nam thì người mẫu Ngọc Trinh cũng chính là tín đồ của thương hiệu này khi mà sở hữu tới 2 chiếc đồng hồ Hublot. Hublot không công bố chính thức mẫu đồng hồ Hublot Big Bang 39mm chỉ dành cho nữ giới. Đây đơn thuần là ý hiểu ngầm của công chúng sau khi mà hãng giới thiệu tới mẫu đồng hồ kích thước lớn hơn từ 41, 42, 44 hay là 45mm. Hublot Big Bang One Click 39mm giữ nguyên những yếu tố đặc trưng chỉ có trên đồng hồ của thương hiệu này dành cho nam giới và được thêm vào phân lượng lớn đá quý để làm chiều lòng phái nữ. Đặc biệt, mẫu đồng hồ được đánh giá chi tiết trong video này còn được thêm vào hai chữ là One Click để ám chỉ một cơ chế mới khác với nhiều chiếc Big Bang thông thường. Cơ chế One Click được Hublot tích hợp trên càng nối dây của những chiếc đồng hồ, cho phép người đeo có thể tháo rời dây đeo một cách nhanh chóng chỉ với một cái bấm nhẹ tay vào vị trí hình thang giữa hai đinh ốc titanium, chỗ vàng nối dây. Với cơ chế này thì người đeo có thể thoải mái thay đổi dây đeo tùy theo sở thích mong muốn hoặc là vệ sinh dây đeo độc lập mà không cần mang theo cả đồng hồ. Mẫu đồng hồ này hiện tại có mặt số màu trắng, vỏ khung màu bạc nên thoải mái thay đổi dây đeo sắc màu tùy vào sở thích của người đeo. Nếu là nữ giới, bạn có thể đeo dây màu nữ tính như là hồng hoặc nam giới thì có thể lựa chọn dây đeo màu đen. Mặc dù kích thước 39mm tại phương Tây là dành cho nữ giới nhưng mà tại phương Đông thì cổ tay nam giới vẫn rất phù hợp với kích thước này. Mọi chiếc đồng hồ Hublot đều có dáng vỏ khác biệt. Sự bắt đầu đến từ những chiếc đồng hồ Big Bang. Phần tay đồng hồ vươn sang hai bên tạo nên vẻ thể thao cá tính mà mọi chiếc đồng hồ dáng tròn truyền thống sẽ không có được. Phần hai tay này được làm từ nhựa tổng hợp và có màu trắng ăn khớp cùng với mặt số bên trong. Kể cả khi bộ vỏ đồng hồ không phải từ thép không gỉ như phiên bản này, có thể là King Gold hoặc gốm Ceramic, Hublot cũng sử dụng chất liệu tương tự cho vị trí này. Điểm đặc biệt tiếp theo mà mọi chiếc đồng hồ Hublot sẽ có chính là những đinh ốc hình chữ H trên vành bezel và càng nối dây của đồng hồ. Các đinh ốc hình tròn còn phần bề mặt được cắt cách điệu khiến cho fan hâm mộ liên tưởng thành hình chữ H, viết tắt cho tên thương hiệu là Hublot. Những đinh ốc đã được làm từ titanium sau khi Hublot kiểm nghiệm rằng đây là một chất liệu tuyệt vời nên được sử dụng nhiều hơn trong ngành công nghiệp đồng hồ. Titanium sẽ cứng hơn và nhẹ hơn so với thép nếu ở cùng một đơn vị thể tích. Titanium cũng được Hublot ứng dụng để chế tạo bộ vỏ của khá nhiều mẫu đồng hồ. Lần đầu xuất hiện trên thị trường, Hublot đã trang bị dây đeo cao su cho chiếc đồng hồ Big Bang của mình. Dây đeo cao su của đồng hồ Hublot Big Bang mang tính biểu tượng và khởi nguồn cho nhiều thương hiệu khác sử dụng loại dây này. Hublot chính là thương hiệu tiên phong sử dụng dây đeo cao su trong đồng hồ xa xỉ. Hiện thời thì những chiếc đồng hồ thép không gỉ và dây đeo cao su như là Patek Philippe Aquanaut hay là Richard Mille và cả Hublot Big Bang rất được ưa thích vì sự trẻ trung và tiện dụng. Dây đeo cao su hiện chống nước tốt nhất khi so với dây đeo kim loại và dây đeo từ da. Kết thúc phía cuối dây đeo của chiếc đồng hồ Hublot Big Bang này là khóa cài từ thép không gỉ đã được đánh bóng mặt trong và mặt ngoài bao quanh chiếc Hublot lại được trải sức mờ. Bên dưới mặt kính sapphire phẳng phiu có thể chống lóa là mặt số của chiếc đồng hồ này. Mặt số hiện lên với dáng tròn truyền thống nhưng các chi tiết bên trong thì lại rất hiện đại. Mặt số màu trắng không bị lai tạp với bất cứ màu sắc nào khác. Vạch đếm phút màu đen cao hơn phần nền, tạo chiều sâu khi mà chúng ta nhìn nghiêng mặt số này. Những cọc chỉ giờ được đính nổi và phủ chất phát quang màu trắng trông thể thao hơn rất là nhiều. Đây thực sự là một mặt số khiến ai cũng thấy vừa đủ vừa yêu, không quá phô trương nhưng mà cũng không quá đơn giản. Caliber HUB1710 gõ 28.800 nhịp trên 1 giờ với 185 chi tiết và 27 chân kính chính là bộ máy tự động cung cấp năng lượng cho mẫu đồng hồ này. Rotor có thể quan sát tại đáy đồng hồ di chuyển qua lại, có thể lên cót trong vòng 50 giờ đồng hồ. Một mức dự trữ năng lượng tiêu chuẩn trong thời điểm hiện tại.
Những thông tin vừa rồi về mẫu đồng hồ Hublot Big Bang One Click Steel White Diamonds có làm cho các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy thú vị hay không? Hãy để lại phần bình luận bên dưới về cảm nhận của bạn và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!